Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại đến với kênh YouTube của MMO Official. Và hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn một con web giúp bạn có thể kiếm tiền online tầm phí. Bạn có thể kiếm được rất nhiều những cái đồng Satoshi, Bitcoin tại trong web này nhá. Trong các bài là trong web CoinPU, mình cũng đã có một video hướng dẫn các bạn chơi ở trên cái con web này rồi. Ok, nôm na thì bạn sẽ click cho mình vào cái phần View Ad này. Ở đây nó sẽ có ba cái phần xem quảng cáo. Đầu tiên sẽ là phần Show Ad, nghĩa là quảng cáo lướt sóng. Rồi ở đây thì một ngày bạn sẽ có tầm 15 cho đến 25 cái quảng cáo khác nhau. Bạn sẽ nhìn thấy được cái ô nào ấy nó có cái ô màu xanh như này là quảng cáo bạn có thể xem được. Và ô nào mà nó không hiện màu xanh tức là quảng cáo này bạn đã xem rồi và sẽ không thể xem lại được nữa. Ok, bây giờ thì mình sẽ bấm vào cái phần màu xanh ở đây này. Nó sẽ nhảy ra một cái tab khác. Và bạn sẽ chờ khoảng 10, 15 giây, 20 giây. Đó, để bạn sẽ nhận được số Satoshi tương ứng. Rồi, mình vừa nhận được là 6,5 Satoshi sau 15 giây xem quảng cáo nhá. Bây giờ thì bạn có thể tắt cái tab này đi. Tiếp theo này, sẽ là tab Window Ad. Rồi bạn bấm cho mình một cái phần màu xanh ở đây nhá. Tại đây ấy, thì bạn bắt buộc phải ở lại cái tab mà bạn vừa mới bật. Đó, bạn sẽ nhìn thấy cái dòng này nó chạy không? Bao giờ mà cái dòng này nó chạy hết đến đây thì bạn mới hoàn thành được cái việc xem quảng cáo nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ bấm vào cái phần vượt qua captcha này, verify này. Ok, thì đã nhận thành công là 27 Satoshi rồi. Tiếp theo sẽ là phần window ad. Rồi ở đây thì hôm nay mình không có cái nhiệm vụ nào là xem quảng cáo video cả. Tiếp theo này, offer. Tại đây thì bạn sẽ hoàn thành một số những cái khảo sát nhá. Thường thì mình thấy bạn làm khảo sát trên trang web này rất là khó, cho nên là thường thì mình sẽ bỏ qua phần offer mà mình sẽ tập trung vào phần view ad. Mình sẽ xem hết tất cả những cái quảng cáo trong ngày. Tiếp theo này, advertise. Chọn cho mình là click new ad. Nếu như bạn muốn tạo một cái quảng cáo ở trên trong web này ấy, thì bạn chọn cho mình vào đây. Tại đây nó sẽ có 3 phần. Đầu tiên là phần sơ ad. Thì bạn có thể nhớ lúc nãy thì nó sẽ mở ra một cái tab và bạn có thể không cần xem cái tab đó. Tại cái phần sơ ad này nó sẽ mở ra một cái tab mới và bạn không cần thiết là bạn phải xem cái tab đó mà bạn vẫn được tính tiền. Tiếp theo là cái quảng cáo cửa sổ là window ad. Khi bạn mở ra bắt buộc bạn phải ở trong cái tab đó trong vòng một cái khoảng thời gian nhất định thì bạn mới được tính tiền nhá. Cuối cùng nó chính là quảng cáo video. Đó, bạn bắt buộc phải xem cái video đó trong một cái khoảng thời gian nhất định thì bạn mới được tính Satoshi nhá. Ok, tại đây thì nếu như bạn muốn tạo một cái chiến dịch nào đó thì bạn có thể rồi chọn một trong ba cái chiến dịch này. Đó, rồi tiếp theo là phần chi nhánh này, tài liệu quảng cáo này. Tại đây thì nó sẽ có cái phần mã giới thiệu cũng như là link đăng ký của mình. Mình cũng sẽ để nó dưới phần mô tả của video này để cho các bạn có thể dễ dàng đăng ký tài khoản tại các trang web YPU này nhé. Rồi chọn cho mình phần hơn này, ấn vào vòi. Chọn cho mình là claim free Bitcoin now. Cứ 60 phút thì bạn có thể claim tại trang web này một lần. Rồi bạn chọn cho mình là click here to see the captcha này. Nó sẽ hiện cho bạn một cái captcha. Rồi bạn có thể hoàn thành cái captcha này. Chọn cho mình là verify nhé. Chọn cho mình là claim now này. Đó, mình đã nhận được 1,2 Satoshi rồi. Tiếp theo này, dashboard. Đây là cái phần trang chủ. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để xem quảng cáo này, cách để lấy link giới thiệu này, chọn vào affiliate này. Rồi cách để kiếm được tiền từ cái vòi của nó. Đó là cái ba cái phần chính chủ đạo của cái trang web này. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách rút tiền nhé. Chọn cho mình là withdraw ở đây. Rồi bạn, ở đây nó sẽ có khá là nhiều những đồng có thể rút, ví dụ như là Bitcoin này, Payer này, rút về ví Payer này, Dogecoin này, Pulse Pay này, bạn đồng BTC về ví Pulse Pay nhé, Litecoin này, Ethereum này, đồng Dash này, đồng Bitcoin Cash. Ok, ở đây thì mình sẽ rút về cái đồng Dogecoin với 2.000 Satoshi, đó là min thấp nhất. Chọn mình con phim. Ở đây ấy, bạn sẽ chọn cho mình là trend này. Rồi nó sẽ có rất là nhiều những cái địa chỉ Bitcoin này, Payer, Dogecoin này, Pulse Pay Address này, Ethereum Address này,
task address này. Đấy, đó là những địa chỉ và bạn có thể sử dụng địa chỉ, ví dụ như là ví PocketPay này, ví Just Wallet này. Bạn có thể sử dụng những cái địa chỉ ở sàn giao dịch như là sàn Binance chẳng hạn. Đó. Sau đó là bạn add vào đây, rồi bạn chọn cho mình là next nhá. Sau khi mà các bạn add cái địa chỉ ấy thì sau 24 giờ bạn mới có thể tiến hành rút tiền được từ trang web PayPal này. Rồi tại đây thì mình sẽ chọn là Dogecoin. Đó, sau khi mình dán cái địa chỉ này vào ấy thì 24 giờ sau mình mới có thể rút tiền nhá. Rồi đây là cái số Satoshi của mình và nó quy đổi được thành 29,21 Dog. Rồi mình chọn là withdraw này, rút tiền này. Mình sẽ chọn là dịch ở đây. Yêu cầu rút 29,21 Dog đến cái địa chỉ này đã được tạo, chọn cho mình là xác nhận. Ok, việc rút tiền của bạn sẽ được xử lý sau 3 ngày làm việc. Thì sau 3 ngày ấy, nó sẽ chuyển cái số Satoshi này vào cái địa chỉ này của mình. Ok, sau khi mình reset lại thì cái số Satoshi của mình đã hoàn toàn về không rồi nhá. Và nó đang xét duyệt rút về cái ví của mình. Ok, vậy thì hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn cách kiếm tiền cũng như là cách rút tiền. View là một trong những trang web cực kỳ uy tín giúp bạn có thể kiếm được Satoshi và miễn phí. Nó rất là nhiều, có rất là nhiều cổng rút, ví dụ như là rút về Bitcoin, Ethereum nè. Nó còn có thể rút về ví Payer. Đó, ok, bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. That is how I like it.